Trang Auto xin gửi lời chào bà con nha. Trang Anh vừa về một mẫu Elantra nè anh em. Em này sản xuất năm 2014 nha. Động cơ dung tích làm việc 1.8. Em này là bản cao cấp, bản đặc biệt đó anh em. Mâm là mâm xoáy, nguyên bản của dòng Hyundai Elantra nha anh em. Dòng này nó có hai bản 1.6 và 1.8 nè. Đây là 1.8 nè anh em. Có hệ thống ghế chỉnh điện, nhớ ghế đầy đủ tính năng nha anh em. Bản GLS bản đủ luôn. Sử dụng toàn bộ hệ thống Lipodo hết toàn bộ nha. Em này chạy đâu đó rơi cho anh em lanh quanh nằm tầm 8-9 lít quay đầu thôi, không tới 9 lít đâu anh em. Đây là form mới nè, đèn là đèn full led trước sau hết toàn bộ, nước sơn trắng. Chủ nhà đi mẫu xe này bảo dưỡng hãng chạy ok luôn, nước sơn đẹp lắm, xe là không một tí tì vết. Tính năng option của em này thì phải gọi là vượt trội rồi anh em ạ. Dòng xe phân khúc D mà đẹp không anh em. Cũng đèn phía trước nè, đèn phía trước cũng đã được full led toàn bộ, nguyên si nhá, không độ chế nhá. Kết hợp đi sẽ đèn bi nè. Dưới đây chúng ta sẽ có đèn gầm phá xương, logo mặt tản nhiệt của dòng Hyundai Elantra, quá đẹp luôn. Bên đây bị cháy mất bóng rồi, để bữa nay Trần Anh thay cái bóng dưới gầm nha. Bốn vỏ nè, bốn cái vỏ chủ nhà thay mới 100% luôn. Bốn thắng đĩa nha, trang bị hệ thống ABS full tất cả các tính năng nè. Trang bị có cửa sổ nóc phía trên nha anh em. Nội thất rộng rãi nè, vô lăng tích hợp full tính năng luôn anh em. Anh em nhìn vô lăng đã không? Số tự động nè, hai cấp chế độ chạy, chế độ tự động và chế độ án tự động. Nội thất ở trong rộng nha anh em. Đi đôi hệ thống ghế da nguyên bản của dòng Hyundai Elantra. Ghế chỉnh điện 12 hướng nè. Đây là chúng ta có thể chỉnh lưng nè. À, đôn lưng nè anh em nè. Đây là hệ thống lưng nha. Đó, đôn lưng nè. Nâng ghế, hạ ghế, tất cả các tính năng ok hết. Bên đây hệ thống gương cụp mở. Bốn cánh chỉnh điện auto hết toàn bộ nha cô chú anh chị. Tappy tắp lô đẹp, keo chỉ riêng nguyên, không cấn lỗ nha. Anh chị thấy rộng rãi không? Đó, phân khúc D chạy thì sướng rồi, mẫu này sướng lắm. Và đi đôi phía sau chúng ta thì có thêm một dàn lạnh nữa nè. Anh em ngồi người sau là không có sợ bị nóng đâu. Đó, đẹp chưa anh em? Tắp bi đẹp lắm. Nói chung keo chỉ em này là nguyên bản hết. Hai bên là gân guốc là không có đâm vai và lỗi lầm nha anh em. Anh em trải nghiệm vô phần nội thất nè. Đi được 80 mấy ngàn, 86 ngàn. Rồi anh về nha, chúc vui vẻ nha. 86.636 km rồi, được chưa anh em. Phía trên là đồng hồ báo giờ bằng hiển thị bằng điện tử hết toàn bộ. Trang bị là túi khí, hai túi khí bên phụ bên tài, khay học để đồ thì thông minh, một nút nhấn thôi. Cái này có chìa khóa ở trong luôn anh em. Mở ra nha, cụm điều hòa của em đó đây. Đó, đi đôi là nút đề startup, số tự động, khay học để đồ, cổng sạc iOS, cổng sạc truyền thống, chìa khóa rin theo xe, một đời chính chủ luôn. Xe này là xe một đời chính chủ nha anh em. Cho nên chất xe thì anh em khỏi phải bàn cãi về cái mẫu xe Hyundai Elantra này đi. Đẹp không? Ở đồng hồ là không có một dấu tích lỗi lầm. Anh em trải nghiệm vô tiếp tục phần khoang động cơ máy nha. Cục máy sáng tài lắm. Ở phía trên thì chúng ta đã có cửa sổ trời nè. Anh em đi đêm anh em có thể mở cửa sổ trời rất là mát nha bà con cô bác. Và đi đâu là hệ thống tay lái gần cù của em đó đây. Đẻ chưa? Xe bao đẹp, không có tí lỗi, còn mẫu đi chạy qua thời gian 5 tháng có sân dầm tốt có rồi. Như cản trước có sân dầm nè, cản sau có sân dầm nè, phần mình của đôi chỗ là có sân dầm. Nắp cabo là mới tinh nè. Đây anh em, hệ thống keo chỉ cho nắp cabo nè. Được cái xe liền lẹt thôi, xe không cứng không lỗi nha anh em. Đó anh em thấy nắp cabo không? Nắp cabo là những sóng gân. Đây cục máy nè. Anh em coi cục máy nè, 1, 2, 3, 4, 4 máy nha anh em. Máy êm. Đó, chủ nhà người ta cũng có dạng như bảo dưỡng máy nè. Người ta thay kem. Em này xài toàn bộ hệ thống kem trong hết toàn bộ. Có thay mặt kem nha anh em. Chạy thời gian thì chắc chắn rồi. Anh em phải bảo dưỡng thôi, phải thay kem thôi. Đi nó mới ok được, còn trước mà xài kem trong hết. Đây anh em, xe không có tí độ hơi, ốp chụp nguyên bản của dòng Hyundai này, cùng nguyên si luôn. Anh em thấy đẹp không? Khay thấm nhớt thì thiết kế nằm ở đây khá là cao nha bà con. Có hệ thống ABS chống bó cứng phanh đầy đủ tính năng cho anh em nha. Hai bên kèo cuộc là không có đâm pha và lỗi lầm ở trên chiếc xe. Đi đôi hệ thống đèn của em đèn rin hết, xương đầu đẹp, nó sạch sẽ. Logo của Hyundai còn nguyên si hết. Đó, anh em nào thích mẫu này thì anh em alo cho Trần Anh Auto. Dòng này là trợ lực điện nha anh em nha. Mẫu này là trợ lực điện, không còn trợ lực dầu nữa, được chưa anh em.
nắp nước của em á, từ đường co nước là nguyên si hết. Nó xe có bảo dưỡng sao mình nói luôn trên clip rồi, trong nắp rồi đi. Đó nó có vô lại. Có chủ nhà bảo dưỡng thay thay kem trong ở trong hãng luôn. Nên là về là anh em đi thôi. Chạy thời gian thì kem nó mòn, nó xuống kem nó phải thay kem. Chứ mà còn để kem nó trùng chạy đâu được. Đẹp chưa? Đây là phần cốp trong này anh em. Cốp trong rộng rãi là keo chỉ trong cốp là nguyên si. Được cái chúng ta có khoang khoang chứa đồ trong cốp khá là rộng nha anh em nha. Nè, cốp nguyên bản hết. Anh chị nhìn cái cốp đẹp không? Cái cốp coi như là sáng trưng. Gầm bề là không có tí mục mọt đâu. Hàng đẹp anh em ạ. Anh em trải nghiệm tiếp tục phần khoang khoang gầm nè. Gầm bề em Elantra nè. Đó, anh chị coi cái gầm có chỗ nó mục không ạ? Gầm nè. Đó, anh em thấy cái gầm không? Cái gầm là sáng trưng nha. Không có một dấu hiệu mục vọt ở dưới gầm đâu. Rồi bà con nào quan tâm mẫu Elantra alo cho Trần Anh Auto nha. Em khép lại chương trình tại đây này. Trần Anh see you and goodbye.